thì nó bán có 5 đô la 99 một phao, hoặc là 6 đồng 450 gram. Thì mình mua được 5 con, mình nói ông lấy 4-5 con gì cũng được, nhưng mà không biết sao bây giờ nó bự quá, thành khoảng 60 đô la, lại một con gì là gần 10 đô la nè khoảng. Thì so ra là rẻ, chứ còn mà vô có con mua con tươi thì nó dở lắm. So see, I'm buy the crab, that's fresh crab from Vietnamese market, but today they sell only $5, $5.99 one pound. So I buy five. They look like what close with 10 pounds, but để nước dừa nè các bạn. One, I cook with I boil them with coconut. I eat. Okay, cả nhà, giờ mình làm khô rame ha. Rồi nước me nha, mình mua loại nước me này nè. Đó, mẹ chồng mình thích xài này nè. Nước me của Thái, nước me nó mình để mình thấy nước ngọt uống á. Rồi đường thốt nốt, mình mua mình lấy cái 3 cục ha, với là ớt bột, mình thích ớt bột này. Ớt bột mà mình order cái bánh pizza ăn á là cái ớt bột nó cay lắm. Đó, mình thích cái ớt bột này với là tỏi. Đường với lại tí xíu mắm, bỏ muối cũng được nha các bạn, các bạn xài muối cũng được, mình sẽ bỏ ít muối với là một ít này, mình không có xài bột ngọt, không có xài hết. Nếu mà được thì các bạn bỏ một tí xíu bột nêm cũng được nữa, hay là bỏ cái gạch cua, nhưng mà mình muốn xài gì với bằng cua. Ok, today I cook with tamarind crab. Ok, I pour the crab first, the three, and tamarind juice, fish sauce, brown sugar, and cherry. I like this cherry, dry cherry. It's spicy, but it's good. And garlic, that's it. Okay. And then you can yolk a little bit. This one, a little bit excited. Just a little bit. Là cà rốt mình cho nó đỏ đỏ vậy đó, rồi mình nêm nếm theo cái vị của mình. Nếu mà các bạn muốn chua nữa thì các bạn bỏ vô nữa, còn không thì thôi. Thiệt ra là me này mình bỏ muối cũng được, nhưng mà tại vì mình thích ăn mắm, rame mình làm muối ngon hơn. Thì là bây giờ mình ăn cơm đây đó, giờ mình ăn đây.